Câu 13. Thế này kinh nghiệm theo các bước sau, cho vào ống nghiệm mỗi ống 20 lít ethyl acetate. Thêm 20 lít dung dịch H4. 20% vào ống thứ nhất, 40 lít dung dịch NaOH vào ống nghiệm thứ hai. Thì sau cái bước này thì dung dịch vẫn đang phân lớp. Hai ống nghiệm thì dung dịch đều phân lớp. Lý do là chưa thủy phân. Được không? Bước 3 này đun nhẹ 5 phút để nguội này. Thì bởi vì thủy phân xảy ra nên là ống nghiệm 1 là thủy phân trong môi trường axit nên là phân lớp. Còn ống nghiệm 2 là thủy phân trong môi trường kiềm thì đồng nhất. Đúng không? Đấy, sau bước 2 chất lỏng trong ống thứ nhất phân lớp, chất lỏng ống thứ hai đồng nhất, sai. Sau bước 3 chất lỏng trong cả ống nghiệm đều đồng nhất, sai. Đấy, một thằng phân lớp một thằng đồng nhất này. Sau bước 3 sản phẩm phản ứng thủy phân trong cả ống nghiệm đều tan tốt trong nước. Sản phẩm của phản ứng thủy phân trong cả ống nghiệm ethyl acetate CH3COO CH5 thủy phân trong môi trường axit mũi tên hai chiều tạo thành CH3COH cộng CH5OH thủy phân tan tốt, đúng. Tương tự như vậy CH3CO CH5 mà thủy phân trong môi trường kiềm mình cũng thu được CH3CONA cũng tan tốt trong nước và CH5OH cũng tan tốt trong nước nên đúng. Ở bước 3 có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy, đúng. Đều đun nóng nhẹ thôi mà. Ống sinh hàn tác dụng hạn chế sự xuất thoát của chất lỏng có trong ống nghiệm, đúng. Vậy đây mình sẽ có 1 2 3 3 phát biểu đúng. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Rất dễ dàng. Nha.